cô gái miền Tây lấy chồng được tặng của hồi môn gần 600 tỷ, thêm nhiều việc ý nghĩa ngày cưới. Mạng xã hội vừa chia sẻ video ngắn ghi lại cảnh cô dâu hot nhất Bạc Liêu khi nhận của hồi môn gần 600 tỷ đồng từ cha mẹ là một đại gia thủy sản nổi tiếng ở miền Tây. Tài khoản TikToker NJH vừa chia sẻ một clip ngắn ghi lại lễ thành hôn của hai vợ chồng trẻ. Clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi thông tin cô dâu hot nhất Bạc Liêu nhận của hồi môn gần 600 tỷ đồng từ cha mẹ là đại gia thủy sản nổi tiếng ở miền Tây. Của hồi môn, siêu khủng. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, cô dâu nhận được của hồi môn, siêu khủng từ cha mẹ ruột tên là Lê Thanh Nhi, 26 tuổi. Con của vợ chồng ông Lê Thanh Bạch, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Bạch Linh, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai. Đám cưới của vợ chồng trẻ Thanh Nhi, Tấn Phát tổ chức mới đây vào ngày 24 tháng 12 tại khuôn viên công ty Bạch Linh. Theo nội dung clip, khi nghe MC chia sẻ về tình cảm cũng như món quà mà cha mẹ dành cho mình, cô dâu không kìm được cảm xúc, bật khóc. Người cha, người mẹ cũng xúc động rơi nước mắt trong hôn lễ của con. Theo lời của MC phát biểu trước đám cưới, để con cái có cuộc sống sung sướng và thoải mái hơn, cha mẹ không ngại chi tiền lớn cho con từ nhà tới công ty. Trong ngày vui trọng đại của con gái Thanh Nhi sánh đôi cùng chú rể Tấn Phát, bà Lý Thị Thùy Linh, mẹ cô dâu, chia sẻ với phóng viên tổng giá trị tài sản mà gia đình dành cho cô dâu trong ngày cưới có giá trị lên đến 540 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng là nữ trang cưới và 2 xe ô tô, 30 tỷ đồng là căn nhà trên đường Bà Hạc, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và 50% cổ phần của 3 công ty gồm Bạch Linh 1, Bạch Linh 2 và Huy Phong, có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, hiện tại gia đình cũng đã giao Thanh Nhi quyền quản lý. Gia thế chú rể Tấn Phát cũng chẳng kém cạnh. Cha mẹ chú rể là chủ tiệm vàng 8 tỷ, một đại gia trong ngành kinh doanh vàng bạc đá quý tại thành phố Bạc Liêu. Quà mừng cưới cho vợ chồng Thanh Nhi, Tấn Phát là 2 căn hộ tại khu Vinhome Bạc Liêu và 50.000 USD. Chưa tính tổng số nữ trang vàng bạc lúc đám dạm hỏi, trị giá nhiều tỷ đồng. Thanh Nhi không giống như những người khác có gia thế khủng, thích ăn diện, hào nhoáng đâu. Con bé chỉnh chu lắm và sống đơn giản lắm. Nhi cũng cực kỳ khéo léo. 7 năm trước, khi đám cưới con trai cả, Thanh Nhi một tay lo chu toàn đám cưới cho anh mình ở tất cả các khâu, mà đến nay nhiều người dân ở xã Tân Phong vẫn không quên được độ hoành tráng của đám cưới lúc đó. Bà Lý Thị Thùy Linh chia sẻ thêm, nhiều việc làm ý nghĩa trong ngày cưới. Chia sẻ với phóng viên gia đình cô dâu trẻ cho biết ngày 22 tháng 12, trước đám cưới 2 ngày, chị Thanh Nhi đã cùng cha mình là ông Lê Thanh Bạch đến trụ sở xã Tân Phong để gặp gỡ, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách. Các phần quà thể theo mong muốn của gia đình Thanh Nhi, vừa góp phần chia vui với gia đình vừa thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với những hy sinh, mất mát của gia đình những anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến. Theo ông Lê Thanh Bạch, từ nhỏ Lê Thanh Nhi đã được gia đình hướng đến việc đào tạo, học hành bài bản để chuẩn bị cho sự chuyển giao quyền quản lý công ty của gia đình khi trưởng thành. Thanh Nhi theo học phổ thông tại Mỹ và sau đó chuyển sang Úc học ngành tài chính, marketing tại Đại học La Trobe trong 6 năm. Đầu năm 2021, Thanh Nhi về quê nối nghiệp cha mẹ. Với chuyên ngành đã học, Thanh Nhi bắt đầu thay mặt cha mẹ để tiếp quản điều hành công ty Bạch Linh 1, ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong. Chỉ một năm sau, chị tiếp tục được cha mẹ giao lại quyền điều hành công ty Bạch Linh 2 và công ty Huy Phong với nhà xưởng sản xuất, chế biến trên diện tích gần 22 hectare, cùng hàng ngàn công dân. Mặc dù là con của một doanh nghiệp có cơ ngơi thuộc hàng khủng, có tiếng trong khu vực, Thanh Nhi luôn quan tâm đến người khác. Chị luôn được mọi người trong gia đình, bạn bè, nhân viên và công nhân trong công ty quý mến. Cô dâu Thanh Nhi cũng chia sẻ những dự định trong công việc, trong cuộc sống và cả sự đồng cảm với mọi người xung quanh. Đặc biệt nữ giám đốc trẻ luôn quan tâm đến đời sống của công nhân, những người trực tiếp góp phần giúp công ty Bạch Linh ngày càng lớn mạnh. Lẽ ra em làm cái rạp này hoành tráng lắm, nhưng thấy công nhân của mình năm nay khó khăn quá, mình làm vậy phí nên em quyết định giảm bớt tiền trang hoàng cho đám cưới để tặng quà cho công nhân có tiền ăn Tết. Chị Thanh Nhi chia sẻ. Cũng từ suy nghĩ đó, Thanh Nhi đã trích ra 350 triệu đồng để tặng quà cho 350 công nhân. Công ty Bạch Linh còn quyết định cho tất cả công nhân ứng trước tiền lương để mua sắm.
chuẩn bị Tết. Cũng từ suy nghĩ phải làm việc ý nghĩa nhân dịp ngày vui của cuộc đời, chị Thanh Nhi cùng cha mình đã dành tặng 27 phần quà gửi tặng mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân 26 gia đình liệt sĩ tại xã Tân Phong. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, công ty Bạch Linh còn dành thêm 50 triệu đồng để gửi tặng cho các trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 50 triệu cho người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Bà Dương Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong, thị xã Giá Trai, Bạc Liêu, ghi nhận những nghĩa cử của chị Thanh Nhi cũng như công ty Bạch Linh và trân trọng gửi lời cảm ơn đến công ty suốt thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ cho địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội.